Chào mọi người, tối nay tôi cùng nghệ sĩ Bành Thị Bé đây. Nghệ sĩ Bành Thị Bé chào khán giả các coi. Gì mới chào khán giả bằng ngáp đó bà Bành Thị Bé. Bành Thị Bé. Bành Thị Bé đi dạo vòng quanh quảng trường. Đây là Bành Thị Bé lớn. Nhâm vô. Ê. Nhìn nè. Ê. Nghệ sĩ Bành Thị Bé. Tối nay tôi đưa Bành Thị Bé đi Sài Gòn. Đây là ao cá Bác Hồ ở Sài Gòn. Gì bà la với bà Bành Thị Bé. Bé nó còn phía chưa. Đây. Nghệ sĩ Bành Thị Bé đây. Trời nhé, mày cười như hến không. Đây. Cười như hến mà. Đây, vô đây. Đây. Giỡn. Anh giỡn anh cười á. Giống ba mà đang giác bờ ái quá. Bao đạn chứ. Các bạn đây là nghệ sĩ ưu tú Bành Thị Bé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.